You should walk.
Nên là gia đình anh Hảo thương gian rộng nhà cho tròn chăm sóc mẹ yêu thương. Đã gia đình cảm ơn mẹ người phụ nữ của năm. Dù thương bình nhiệt là gia đình anh Hảo, lương trọng của mẹ vì sức khỏe cả nhà. Một năm của mẹ là 365 ngày chăm chút cho cả nhà. Tết này hãy cùng cả gia đình gửi đến mẹ lời cảm ơn trọn yêu thương. Đại gia đình cảm ơn mẹ người phụ nữ của năm. Giới thiệu anh đi ô tô cho với. So với cả hai mẫu của thật người, chỉ cần một nắp anh đi ô tô giúp lại sẽ kết quả tốt hơn chỉ trong một phút giây. Anh đi ô tô cho với.
ta sẽ học về loại đá cuối cùng và số mình nhé. Đá biến chất là một loại đá rất đặc biệt. Nó được hình thành ở cùng các điều kiện như đá hóa hoạt. Nhưng có vài khác biệt đáng chú ý. Vui vâng, gặp thầy sau giờ học. Vui lòng giữ lặng, các em sẽ kiểm tra bài này ngay khi các em quay lại sau khi nghỉ xuân. Gloria. Chủ nhiệm có phải đưa ra mẫu từ loại đá không thưa thầy? Đúng, như Gloria đã chỉ ra một cách ăn lắm. Các em sẽ minh họa những khác biệt như đá hóa hoạt và đá biến chất. Và cung cấp phần mẫu cụ thể cho mỗi loại đá. Gloria. Mỗi loại bằng mẫu từ thầy, 10 có được không ạ? Ba là được rồi, Gloria. 10.000 ví dụ về sự tin tưởng lại có đúng không? Trời ạ, sao tuyệt vời, được hết mỗi khi nó đạt được bình thường rồi. Người nào cũng luôn. Mà số người trả nó phải đúng chỗ, không hiểu mà. Bố cậu là nhà dưới lắm mà. Chỉ là được chứ nào? À phải, tớ biết một chút nhưng tớ không thể nhận vì lợi ích cậu. Hơn nữa, ngu luôn chờ một cái cớ để cho sống chẳng. Cho quý sân, tâm mà sát ngàn được sống của em chứ. Em biết hết cứ không? Ông sư này, tôi làm em chán phải không? Không thưa thầy. Tôi hiểu rồi. Có lẽ em muốn lên trước lớp và khai sáng với chúng tôi bằng biểu hiện của em về sự biến đổi của trẻ. Bạn Winston cũng nên kết nối bài giảng. Bạn Winston không có gì để nói sao? Tôi đoán em là một chuyên gia. Nếu không thì sao em lại tôi có cách nhận được học tốt? Cho nên có vẻ như em chỉ là kẻ lãng phí thời gian đúng không? Em biết chuyện gì xảy ra với những kẻ lãng phí thời gian? Bỏ tay xuống, Gloria. Biến đổi địa chất xảy ra khi một loại đá Rotulis bị tác động bởi nhiệt độ cao hơn 100.